Ok, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Rồi, clip ngày hôm nay thì mình sẽ review và mình hướng dẫn cho anh em một cái con game mới nha anh em, có tên là Kawin nha. Rồi, thì anh em bấm vào cái đường link ở dưới phần mô tả đó, dưới phần nhận xét video anh em tải đi. Tải con app về xong rồi anh em đăng ký cho mình nha. Ở đây thì anh em bấm vào chỗ số điện thoại nè. Ở đây anh em bấm vào chữ là đăng ký luôn. Đó, ở đây thì anh em nhập cho mình số điện thoại nè. Đầu tiên thì anh em nhập cho mình cái số điện thoại, bỏ số 0 đi. Rồi anh em nhập cho mình mật khẩu, nhập lại mật khẩu một lần nữa, sau đó anh em bấm xác nhận. Đây, bấm vô chữ ngay chỗ này nè, gửi mã xác nhận. Thì nó sẽ gửi một cái mã xác nhận về cho anh em, về số điện thoại của anh em nha. Sau đó anh em nhập 6 cái số đó vào đây rồi anh em bấm ok là được rồi ha. Còn mình bây giờ mình sẽ đăng 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 nhập luôn nha, chứ mình đã đăng ký rồi ha. Đăng nhập thì mình chỉ việc nhập số điện thoại vô thôi và nhập mật khẩu là ok. Rồi vào game thì hiện tại mình ở đây mình đang còn 10 11 triệu mấy, gần 12 triệu nha anh em. Đó thì ở đây 11 11 mét mấy, gần 12 mét, thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách để anh em nhận code miễn phí nha. Mình sẽ tặng code cho anh em miễn phí sau khi mà anh em vào cái nhóm Telegram mình để dưới phần mô tả. Anh em lưu ý cho mình nha, anh em hãy vào nhóm để mình tặng code cho anh em nha. Thì ở đây anh em đăng ký thành công rồi thì anh em nhớ là cập nhật cái ngân hàng cho mình nha. Anh em vào cái chỗ đổi thưởng nè, anh em bấm vào thêm tài khoản ngân hàng ở dưới đây nè, đó nó có để cái chữ nè, thì anh em chỉ việc là viết cái tên là người nhận nè, thì anh em vui lòng viết cho mình cái tên là chủ chủ tài khoản là viết hoa không dấu nha. Ở dưới đây thì anh em chọn cho mình ngân hàng, rồi ở dưới đây anh em nhập cho mình số tài khoản và nhập lại một lần nữa là ok rồi ha. Rồi sau khi mà anh em đã liên kết tài khoản ngân hàng xong thì anh em nhớ là vào cái chỗ sự kiện nè, để chúng ta điểm danh mỗi ngày chúng ta nhận tiền nè. Rồi vào cây phát tài để chúng ta có thể làm gì, để chúng ta cũng điểm danh luôn, điểm danh cây phát tài cứ đủ 5 cây rìu. Ở đây là anh em bấm vô chữ đồng thì anh em chặt nha, may mắn thì nó nổ hũ thì anh em thắng nha anh em. Đó, về việc về đại lý á, anh em muốn đi mời bạn bè kiếm tiền thì anh em bấm vô chỗ đại lý nè, sau đó anh em bấm vô đây là sao chép nè, nhắn vào đây nhận link link sao chép thì anh em đi gửi cho bạn bè, thì bạn bè của anh em mà tải theo đường link của anh em đăng ký rồi nạp tiền chơi ăn thua không cần biết thì anh em chơi được 30% hoa hồng nha, rất là ngon luôn. Còn đây là hạng top tuần nè, đó những bạn này là đã là người chơi trước, là người đã kiếm được tiền rất là nhiều nhiều, nhiều nha anh em. Đó rồi, còn bây giờ mình sẽ review cho anh em. Còn về cái phần vòng quay may mắn này nè anh em, đó cái vòng quay may mắn này anh em cứ đủ điểm là anh em quay rồi. Như ở đây mình đang có 19.000 điểm nè, thì mình đợi cho nó 20.000 điểm luôn, mình sẽ vào cái vé quay kim cương nè, mình quay cho anh em coi ha. Rồi còn để nạp tiền vào đây chơi thì anh em bấm vô cái chỗ nạp tiền nè, ở đây nó có rất là nhiều cái để cho chúng ta nạp nha. Nạp siêu tốc nè, rồi nạp bằng thẻ cào luôn nha anh em, rồi nạp bằng Momo nè, nạp Viettel Pay nè, rồi quét mã VVG nè, rồi internet banking nè. Đó thì anh em muốn nạp cái nào thì tùy thích anh em thôi. Momo cũng dễ nạp nè, quét mã VVG cũng dễ nạp, chủ yếu là cái nội dung chuyển khoản của anh em điền cho chính xác là được ha. Đây là một con game mới thì mình sẽ tặng code cho anh em nha. Nếu như mà anh em nào mà đăng ký theo đường link của mình vào cái nhóm của mình ở dưới phần mô tả, mình để cái nhóm Telegram ở dưới đó, anh em vào nhóm mình ha. Mình sẽ để cái tên ở dưới phần mô tả là như thế này, vào nhóm để nhận code miễn phí nha. Đó thì anh em cứ vào nhóm thì sau đó anh em bấm vô cái chỗ sự kiện nè. Anh em bấm vô sự kiện sau vào mình, sau khi mà anh em đăng ký theo đường link mình á thì anh em vào nhóm để mình phát code cho anh em. Sau đó anh em bấm vô chữ code nè, là nhập gift code đó anh em. Rồi anh em nhập cái gift code vô đây, sau đó anh em bấm đổi thì anh em sẽ được nhận là 10k 20k miễn phí bên mình tặng cho anh em nha. Rồi bây giờ không dài dòng nữa anh em, mình dùng 11 triệu mấy này mình sẽ vào mình chơi trò chơi, đó là trò chơi quay thú nha anh em. Đó, trò chơi quay thú trên cái con Kawin này, coi thì coi nó ok không ha. Đâu rồi ta? Đây quay thú nè anh em, con quay thú nè, vào ha để cho nó chạy màu lót 100%. Rồi mình vô nè, lụm vào quay thú thì nó cũng giống như những cái con khác thôi anh em. Thì ở đây mình sẽ đặt ha, đặt cược. Rồi mình sẽ đặt cược để coi ván đầu tiên thì mình sẽ đặt 4 con ở trên đây anh em. Mỗi con 100k thôi, đặt nhẹ nhẹ chơi thôi nha anh em. Clip này thì chủ yếu hướng dẫn anh em cách đăng ký và cũng như là biết về cái con game mới này để chơi mà nhận code miễn phí trên kênh mình ha. Đó rồi lụm nè, đó ván đầu tiên lụm được cái con chim bồ công nè ha, con chim bồ câu chứ. 100 thì mình được 800 thì mình còn lời được 400 mấy anh em. Đó quá là ok luôn. Rồi tiếp theo mình đặt tiếp nè ha. Ở đây anh em muốn đặt nhiều thì anh em bấm số lượng nhiều thôi. Rồi mình sẽ đánh tiếp theo, mình sẽ đánh 4 con nhân 8 này nha. Đó, 4 con nhân 8, mỗi con 200, mình bỏ 2 con nhân 6 ra nha anh em, với 2 con nhân 12. Mình sẽ đánh 4 con nhân 8 để coi cái nó có về không nha anh em. Rồi thua rồi anh em, về con thỏ là nhân 12 rồi. Ủa lộn, về con thỏ là nhân 6 nha anh em. Đó, về con thỏ là nhân 6 rồi, nó về bên thú rồi ha anh em. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em cái mẹo để anh em có thể chơi, anh em kiếm tiền nhỏ lẻ được nè ha, rất là đơn giản luôn. Ví dụ như bây giờ mình sẽ quánh là 3 con chim đi. Đó, mỗi con 100k và mình sẽ quánh ngược lại. Ủa, mỗi con 200k và quánh một ngược lại là con thú 200. Đó.
mỗi con này mỗi con 300. Thì nếu như mà mình về về con chim á là mình ăn nhiều. Ủa về ừ về bên chim ăn nhiều, về bên thú thì mình lỗ ít nha anh em. Hồi nãy đáng lẽ bên thú quýnh nhiều hơn mà quýnh lộn anh em, mà lâu quá không vào chơi cho nên nó bị rối đội hình, anh em thông cảm cho mình nha. Trời ơi lâu quá không chơi bị rối đội hình anh em à. Rồi bây giờ thì mình sẽ quánh nè, chim nè, mỗi một con như vậy là 200. Rồi thú là mình sẽ quánh là đây, thú là mình phải quánh là 500 nha anh em. Đó. 600, đó, 600. Nếu mà về bên thú là mình ăn là mình quầy tiền, còn nếu mà về bên chim á là mình lời đó, anh em chơi nhỏ lẻ là như vậy đúng không anh em? Đó, ví dụ như về thú nè, đó là mình quầy tiền nha anh em, đây quầy tiền tại vì mình đặt bên đây 600, đây 600 là mình quầy tiền đó, đó quầy tiền ha, không có lỗ nha anh em. Rồi thì đặt đặt tiếp cược nè, đó ví dụ như mà mình về bên chim á là mình lời đó, ví dụ như mà vô con công hoặc là con chim trắng mồ côi nè là mình lời nha, đó mình lời đó, tại vì 200 ra 1,6 triệu mình lời rất là nhiều đó. Hoặc nếu mà về con bồ câu á nhân 6,2 triệu thì mình cũng quầy vốn nha anh em. Đó chủ yếu là nó về hai con kia là mình lời đó, khả năng mà nó về con đại bàng á thì rất là khó nha anh em. Đó rồi về về con chim én nè, mình vẫn còn lời mà lời ít nha anh em, đó lời ít lời 100 200k gì à, quầy tiền luôn á anh em à. Rồi ok tiếp tục lại đặt cược giống như vậy nữa nha. Nếu như mà anh em muốn nhiều hơn thì anh em đặt nhân lên, ví dụ như là mình sẽ đặt mấy con chim này là 400 thì mình sẽ đặt cái con này là 1,2 triệu đó, đơn giản như vậy thôi, rất là đơn giản. Mà ở đây thì mình thấy cũng khá là nhiều anh em chơi quay thú nha, cho nên anh em hãy tìm ra những cái cách nào hay, nếu như mà anh em nào có cách nào hay thì cứ comment ở dưới đi để mình coi ha. Đó, đó ok ha, nói về cái con chim trắng mồ côi là mình lời nhiều nè, tại vì 200 mà nhân 8 đi đó thì nó sẽ ra nhiêu đó anh em coi nè. Đó 1,5 triệu đúng không anh em, đâu phải mình lời 300 400 không đó. Nếu như mà anh em cảm thấy mà chim không ổn thì anh em chuyển qua anh em quánh thú đó. Ở chết cha rồi, quánh lộn rồi anh em à. Đó mình chuyển qua quánh thú, quánh lộn bỏ con gấu trúc đi quánh con sư tử anh em mà, tào lao thì chứ hơi lỡ đánh luôn, hên hên đâu về sư tử húp trọn bộ luôn anh em. Nói chung là đường nào mình cũng lợi đó. Trời trời trời, về gấu trúc thì ông nội ơi, bỏ gấu trúc về gấu trúc luôn anh em à, đau lòng thiệt chứ. Rồi nói chung là mình quánh sẽ quánh một một hai quán đó cho anh em coi, chủ yếu là mình test thôi anh em à, mình gỡ vốn lại mình nghỉ nha. Hiện tại đang về hai con chim này, ok mình sẽ quánh rồi mình sẽ quánh mỗi một con 400 nha anh em, mình bỏ con gấu trúc với lại là mấy con chim én nè, rồi sư tử đại bàng nha. Trời số mình sao anh em, mà bỏ con chim nào nó ra ngay đúng con chim đó luôn. Đúng hài luôn anh em à. Ok không sao nha, bình thường thôi, nói chung là thua là bình thường, tại vì thắng thua là chuyện bình thường mà anh em, chơi mà là chúng ta phải có thắng có thua chứ không phải lúc nào chúng ta cũng thắng trong là không có được ha. Rồi ở đây mình sẽ quánh lại tiếp tục là bốn con nhân 8 nè anh em à, mình sẽ quánh gấp đôi lên ha. Đó 5 5 mà 5 nhân 8 là bao nhiêu anh em tính giùm mình đây. Đó, lụm anh em thấy không? Đường nào chạy. Lụm 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 2 triệu mốt thì mình lãi được bao nhiêu đây? À, 3 triệu 8. Ok, mình lãi được gần 2 củ anh em ha. Đó, quá ok rồi. Anh em thấy không? Quýnh chút xíu là mình gỡ vốn lại liền đó nha. Rất là nhanh luôn. Kỳ này thì mình sẽ nghi nó về thú rất là nhiều cho nên mình sẽ quýnh cực thú nhiều nha anh em. Đó, mình sẽ quánh bên thú ba con thú và một con chim chim công thôi. Nếu mà ra thỏ với lại chim én thì chịu luôn anh em à. Ok, ăn thú nha anh em. Đó thấy chưa anh em, mình me rồi, mình me thú nãy giờ rồi. Đó, anh em quánh rất là dễ ăn cho nên anh em tranh thủ anh em tải ly, đường link mình để dưới phần mô tả nha. Rồi ok thì mình sẽ quay ra mình thoát nè. Rồi ở đây thì mình sẽ đó, như vậy là mình đã quánh xong rồi anh em à, thì mình đã thoát ra, bây giờ mình vào chữ đổi thưởng nha. Chỗ đổi thưởng thì ở đây mình sẽ nhập số tiền, ví dụ như mình muốn rút là 1 triệu đi, ở đây mình sẽ demo cho anh em coi nha. Đó, rồi mình sẽ bấm vô rút tiền, mình chọn tài khoản ngân hàng nha, sau đó mình bấm rút nè. Đó đăng ký thành công và lịch sử rút tiền của mình ở bên đây. Đó, đang kiểm tra nha, trong vòng 5 phút thì tiền nó về. Ở đây mình những lần trước mình đã rút nè anh em, đó nó về hết trơn rồi, anh em cứ yên tâm ha. Rồi anh em nào muốn chơi thì bấm vào đường link mình để dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây. À quên nữa anh em à, anh em hãy để lại số điện thoại dưới bình luận để mình có thể qua random mình tặng thẻ cào cho anh em nữa nha. Rồi bye bye.
Ok rồi nha anh em, thì như vậy là mình đã tìm được 133 cái comment hợp lệ nha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay random mình tìm cho một bạn may mắn ngẫu nhiên nhận 10k trên kênh mình nè. Rồi bạn này có tên là Kim Kim Ăn và số điện thoại là 840 đuôi. À mình ở lộn 844 đuôi chứ lộn anh em, 844 nha, thì mình sẽ tặng cho bạn này là 10k Momo. Rồi chúc mừng các bạn có tên là Nguyễn Xuân Thanh, số điện thoại là 844 đuôi và bạn trúng trên kênh YouTube là Thủ thuật KTOL nha. Bây giờ thì mình tặng cho bạn 10k Momo miễn phí. Đó, như vậy là mình đã trao event và cũng như là tặng cho bạn 10k miễn phí rồi. Bạn có xem được video hoặc là nhận được tiền nhớ like ủng hộ giúp cho mình nha. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video ở đây và xin chào tất cả anh em. Cũng như là chúc mừng bạn nha, bạn là lần đầu trúng trên kênh mình thì nhớ để lại video, để lại số điện thoại để lần sau trúng nữa nha. Bye bye.